YouTube boss Rino, welcome to my channel. So ito, titira tayo ng The Cold TV, ang Vietnamese channel. Ang tagal na wala ng upload dito. Oo, ang tagal-tagal na wala ng upload dito. Kaya, tirahin natin, ha? Huwag natin patagalin, no? Ha? Hindi ko alam pa mag-at, basta Cold TV. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Đứng không xa. Và đây là những gì mà nhóm đã quay lại được. Mời bạn cùng theo dõi. Sabi niya, kinukuha na mo ba kami? Kasi meron na sa likod kumukuha ng camera. So sabi niya, kinukuha na mo ba kami? Sabi, lumakad lang kayo ng diretso. Ako bahala sa pagkuha sa camera. So may namatay daw dito sa tulay na to at saka may nagpapakitang something. เขาเข้ามาเหมือนรับในน่ะเราพุ่งลงไปตายคาที่เลยตายคาที่ไหนมันมีอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับโอ้จะเดี๋ยวนะฮูลูกินมาตายอ๋อนักฮูลูกฮูลูกฮูลูกโดนยันตาบอสน่ะมาตายโอ้ตรงไปเลยครับตรงนี้เลยใช่ไหมเหตุการณ์เกิดนานยังตรงแรงเลยมันรู้จะติดไหมอ่ะตอนนี้เราก็ตอนนี้ฝนตกอยู่ข้างหลังเราบ้างก่อนตอนนี้บอกแล้วตอนนี้ฝนตกนะถ้าใครในมันรู้ในกล้องถ่ายเห็นไหมก็ไม่รู้มืดเลยมืดโอ้ยอันดิเลมอีเล่าอีเล่าน้ำมันจ้าอันดิเล
Đó, tỏ có tờ bảo vệ. Ui, anh yên. Đó có tờ mà luôn. Ui, yên hông. Ôi, yên là tỏ mà tay. Tờ mà luôn. Ui, yên là bị tờ mà luôn hông. Mày mày có tờ mà. Mày hiện nay mới kiếm được người cô mày. Đồ gì? Gò cút tôi mời luôn. Ủa nghĩ như này à? Thì sao? Còn có tốt lên mà mang hiện lên mà mấy hiện như này. Hai mấy cái tiếng sẽ mình tức còn ba. Gì tiếng tuồng này. Sabi wala na yun nalulu de yun. Sabi hindi multo nga yun para mahuhulog sabi ng isa. Có sợ thế này. Ngao, đứa này, vẫn quên đây, mà cái đồ. Thôi slow motion, tính ra thấy slow motion. Ay, tumalun nga ha, yup na yun, ba't kaya tumalun yun? Nagpakamatay yung multo? Yan no? Multo siya, tapos nagpakamatay ba siya? Ang tawag dyan, double dead. Bạn có thể thấy, trong lúc nhóm đang nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình của mình, thì họ đã vô tình nhìn thấy một hình dáng kỳ lạ, dường như đã nhảy xuống cây cầu ở gần đó. Điều này đã làm cho cả nhóm vô cùng hoảng sợ, nhưng họ vẫn cùng nhau đi đến để kiểm tra. Tuy nhiên, dường như họ chẳng phát hiện được ai vừa xuất hiện trước đó. Meron daw kasi nagpakamatay nga dito, lalaki daw. Tapos, nahulog doon sa kabila. Hindi daw nila maintindihan bakit dito sa kabila tumalon. Theo tôi nghĩ, hình dáng bí ẩn vừa xuất hiện rất có thể là một... Nagpakamatay doon sa kabilang part, tapos dito tumalon yung, dito naman siya ulit tumalon kasi para daw pantay. Ông ma đã từng qua đời ở con đường này, hoặc cũng có thể là một người nào đó đã trực tiếp nhảy xuống khỏi cây cầu. Còn bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Nhớ ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Double dead ang tawag dyan. Oo. Sana nakita ni Joseph Credo yun. Oo. Số 2. Bên trong nhà tôi có ma. Một người phụ nữ sống tại Mỹ đã cáo buộc cho rằng ngôi nhà nơi mà tôi Pipoy Tandok. Ta hiện đang sinh sống đã xảy ra rất nhiều hiện tượng tâm linh vô cùng đáng sợ.
Cụ thể toàn bộ câu chuyện diễn ra cách đây vào khoảng một tháng trước. Vào ngày hôm đó, sau khi hoàn thành mọi việc ở công ty, người phụ nữ này đã ghé qua trường học để đón con của mình về. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, thì cô ta đã phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà dường như đã bị một ai đó lục tung mà không hề để lại một dấu vết gì. Ban đầu thì cô ta chỉ nghĩ rằng ngôi nhà của mình đã bị ai đó đột nhập, nhưng sau khi đi vào nhà để kiểm tra thì dường như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đã xuất hiện trước mắt cô ta. Oh, gago, nakakatakot tong ganito. Gago, baka nangyayari sa bahay natin to, ha? Kaya yung mga iihi sa gabi dyan, mag-ingat-ingat, ha? Huwag kayo basta-basta iihi, ha? Vào đêm đầu tiên, trong lúc người phụ nữ đang đi vệ sinh, thì dường như có một hình bóng đen bí ẩn đã đi ngang qua trước mặt và sau lưng của cô ấy. Tuy nhiên, có lẽ người phụ nữ dường như chẳng phát hiện được. Ang nakakapagtaka dito, hindi niya nakita. Ang nakakapagtaka din dito, bakit dito nung papunta yung babae doon, dito galing sa kanan. Tapos nung pabalik na naman yung babae, papunta ulit sa kanan. Gulo, no? Dalawa yata yung multo, eh. Gì? Cũng chính trong đêm hôm đó, người phụ nữ lại tiếp tục nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra từ một căn phòng. Có lẽ vì cảm thấy khá sợ hãi nên cô đã quyết định gọi cậu con trai dậy để cùng kiểm tra với mình. Vào lúc này, có lẽ như tất cả mọi thứ đã được sáng tỏ, khi người phụ nữ cùng với con của cô ta đã bắt gặp một hình dáng vô cùng đáng sợ. Ito yung ito yung mag-anak na lagi minumulto sa bahay. Ito yun. Oh, nawala, oh. Ito, oh. Hindi ko maintindihan to kung scripted, kasi yung bata lagi niya nakikita yung multo, eh. Eh lang namang kasabot yung bata, ano? Ito naka night mode to, eh. Di mo lamang kung ano, eh, no? Parang edit lang, eh, pero nakakatakot pa rin, eh. Và lần này, bạn có thể thấy người phụ nữ cùng với con của cô ta đã vô cùng hoảng sợ khi bắt gặp một hình bóng đen vô cùng bí ẩn đang hiện diện ở một góc tường. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất ở đoạn video này là khi người... Parang magka-korte to, tsaka itong nasa picture, oh. Puti nga lang to. Phụ nữ kia bật đèn trong nhà lên thì dường như hình bóng đen kia đã biến mất một cách bí ẩn. Theo bạn thì hình bóng đen đáng sợ vừa xuất hiện ở video trên có thể là ma hay quỷ? Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Trạm xá bỏ hoang bị ma ám. Đoạn video đáng sợ này, nó được một người đàn ông sống tại Indonesia quay lại được. Tại sao Indonesia nakakatakot yung bahay, oh? Theo anh cho biết, tối đêm đó khi anh ra khỏi nhà để đi hóng gió, thì anh đã vô tình nghe thấy một số tiếng động lạ khi đi ngang qua một trạm xá. Ito yung lugar na to, sa sobrang haunted daw, pinagsusutingan daw to ng mga pelikula. Cũng bị bỏ hoang. Có lẽ vì khá tò mò về thứ vừa phát ra tiếng động lạ đó, nên anh đã quyết định đi vào bên trong trạm xá để kiểm tra. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho anh ta phải trả một cái giá. Tapos meron daw nakalibing dito. Sinaunang tao ba daw to nilibing daw dito? Đắt vì sự chủ quan của mình. Nako, nakakatakot to. Nako, may mga kama. Nako, nako, teka. Oh, she! Nakakatakot to mga ganito. Hello? Hello? Ano yun? Hello? Hello? Ba't umuuga yan sa ilalim ng kumot? Baka kung anong ginagawa niya na? Tapos na Valentine's, ha?
Tao ga yan. Ay pucha, wala to, walang laman to. Ah! Bangsak! Boo, wala! Gagong mga multo to, anong ginagawa nyo? Như bạn có thể thấy, sau khi người đàn ông đi vào bên trong trạm xá và tìm tới một căn phòng nơi vừa phát ra một số tiếng động kỳ lạ, thì anh ta đã vô tình nhìn thấy một hoạt động rất đáng sợ. Ồ, mùi mùi yuk yuk, di ba? Ang mga multon to, ano ba pinagagawa? Yung may mga batang nanonood. Nó trông rất giống với một người nào đó đang nằm trên giường bệnh và rung lắc tấm da nền. Tuy nhiên, điều này đã trở nên thật sự bí ẩn sau khi người đàn ông đi đến để lật tấm da đó ra, thì dường như anh ta chẳng phát hiện được thứ gì ở đó. Theo như tôi nghĩ, những hoạt động kỳ lạ trong video rất có thể là do linh hồn của những bệnh nhân trước kia đã qua đời ở trạm xá này đã gây nên. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hoạt động bí ẩn bên trong video? Inabandon na daw kasi may mga bastos daw yung mga pasyente. Trên, nhớ nêu lên ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Oye, buyug-yug, oh, magagago itong mga to. Bastos naman ito. Bastos naman nila. Buyug-yug. Maganda pa magat yun, bastos na multo. No. Yun nga papamagat ko dyan. I came from the mud.